Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review phim Đội đặc nhiệm siêu đẳng. Đây là thị trấn Vịnh Phiêu Lưu. Vào một buổi sáng mặt trời vừa lên cao, không khí lúc này rất mát mẻ. Có một chú rùa con chậm chạp đang bò qua đường để đuổi kịp rùa mẹ phía trước. Đột nhiên lúc đó có một chiếc xe phi như bay đến, khiến nó vì quá sợ hãi mà lập tức rụt đầu lại vào mai. Một cú quay xe gấp khiến nó xuyên qua hàng rào bảo vệ và bị treo lơ lửng trên chiếc cầu treo. Nhưng điều nguy hiểm hơn là chiếc xe đang dần dần bị rơi xuống. Cũng may là bánh sau của chiếc xe lại bị mắc vào hàng rào bảo vệ. Hòn đảo nhỏ kỳ ảo, không hề có cảnh sát, mà chỉ có biệt đội đặc nhiệm Paw Patrol mới có thể giúp được anh ta. Thế là người ngư dân liền giúp tài xế gọi cho đội đặc nhiệm Paw Patrol. Đội đặc nhiệm nhận được điện nhiệm vụ liền đội chiếc mũ bảo hiểm rất chắc chắn lên, rồi ngồi lên chiếc xe đặc vụ và lập tức xuất phát tiến về phía trước để cứu viện. Rất nhanh bọn chúng đã tới hiện trường. Chú chó cứu hộ xanh lá cây đã ném đèn cứu hộ từ trong xe ra. Chú chó cứu hộ vàng phụ trách đường thủy thì loại bỏ hết những mối nguy hiểm ở đây. Còn chú chó màu xanh dương lập tức đi cứu người. Nó lập tức quấn lên người dây đai có móc, rồi từ từ tiếp cận người tài xế. Tài xế khi nhìn thấy một con chó đang đến cứu mình thì đã trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, sau đó nói dù thế nào cũng không cần nó cứu. Đột nhiên chiếc xe rung lắc mạnh, tiếp đó chú chó móc dây đai vào người tài xế đu vút một cái, dọa cho tài xế nhát gan hét lớn, đến mắt cũng không dám mở. Đến khi mở mắt ra thì đã an toàn hạ cánh trên mặt đường, khiến tất cả người chứng kiến đều vỗ tay khen ngợi. Sau đó, chú chó xanh tiến đến gọi chú rùa nhỏ bị kinh hãi, rồi đưa nó trả về cho rùa mẹ một cách an toàn. Người đàn ông vứt rác trên tàu điện bị cô chó Liberty nhắc nhở, ông ta bị đe dọa nên cũng đành cầm bịch rác lên. Thị trưởng Hamdinger vừa giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn, thị trưởng không thích chó nên kêu người làm biển cấm chó nơi ông ấy nhậm chức. Liberty không vào được nên nhờ một quý cô để trà trộn vào. Sự xuất hiện của ông ấy khá là màu mè, ông ta đòi dỡ bỏ tất cả những thứ không cần thiết như bảo tàng và công viên cho chó. Liberty khá bất bình nên gọi cho đội đặc nhiệm, họ biết được chuyện thì hào hứng muốn tới đó, nhưng Chase lại không muốn quay trở lại cái thành phố đó, Chase đã từng bị bỏ rơi ở đó. Có lần xém bị xe tông nên Chase khá ám ảnh. Cậu bé Ryder đã tự một mình đến an ủi Chase rằng họ cần chúng ta và em, nghe được những lời đó Chase đã có thêm chút tự tin và đồng ý đi cùng tới đó. Bọn họ lên chiếc xe rồi cùng nhau đến đó, sau bữa ăn no rồi ngủ một giấc cuối cùng cũng đến nơi. Ngài thị trưởng tới phòng thí nghiệm để xem nghiên cứu về chiếc máy của ông ta, chiếc máy đó bay lên trời và hút sạch những mây đen. Ngài thị trưởng rất vui, vì điều này sẽ giúp ông ấy tổ chức buổi bắn pháo hoa. Đội đặc nhiệm cũng vừa tới được trụ sở ở thành phố Phiêu Lưu, mọi thứ khá là hoành tráng khiến những chú chó kinh ngạc. Chiếc máy hút tất cả đám mây trên trời, lễ chúc mừng của ngài thị trưởng cũng đã bắt đầu. Pháo hoa của ông ta bắn quá yếu, ông ấy tức giận chạy lại bàn điều khiển bấm loạn xạ, những con mèo của ông ấy cũng chạy tới bấm theo. Vì một lúc tất cả pháo hoa đều bắn, nên chúng đã bắn lung tung vào người dân khiến tất cả bỏ chạy. Đội chó đặc nhiệm cũng đã thấy được cảnh đó trên bản đồ, thì lập tức các chú chó được trang bị đồng phục, họ và cậu bé Ryder đã mở một đường trượt khổng lồ từ trên xuống. Những chú chó được trang bị các loại xe khác nhau, nhưng lại gặp tình trạng kẹt xe, họ không biết phải làm thế nào thì Liberty tới. Cô ấy bảo các xe khác tránh đường, rồi họ đâm lên vỉa hè để đi, họ tìm được một con đường tắt đi tới chỗ đó. Tới được đó, họ đã giăng dây phong tỏa toàn bộ khu vực đó. Chase thấy được tòa nhà đang bốc cháy, thì lập tức bay lên trời rồi mở dù ra và tiếp cận đến ban công của tòa nhà. Nhưng cậu không may là, khi vừa hạ cánh đã bị gió thổi bay khiến cậu bị treo ngược trên ban công, có thể thấy nó sắp bị rơi xuống đám cháy. Thấy được cảnh đó, chó cứu hỏa sở cai lái xe đi đến và bắt đầu phun nước, nó bắn ra một quả bom nước lớn về phía Chase để dập tắt đám cháy bên cạnh đó. Sau đó phun vòi rồng dập tắt tất cả đám cháy trên lầu cao. Biệt đội chó cứu hộ Paw Patrol lại một lần nữa thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ thành phố, mọi người cũng vui mừng chụp ảnh cùng Paw Patrol. Còn Chase bởi vì sơ suất của mình nên đã trốn ở một góc buồn rầu không vui, cảm giác tự ti bắt đầu bao trùm lên người nó. Báo chí đã đưa tin lên TV khiến ông thị trưởng rất tức giận, thị trưởng ra lệnh cho hai thuộc hạ đi bắt và nhốt chúng lại. Tối đó, Chase nằm ngủ thì vẫn ấm ức chuyện vừa nãy, cậu đi một mình ra ngoài, ngắm thành phố trong đêm đầy tâm trạng. Chiếc máy của ngài thị trưởng vẫn tiếp tục hút mây trên bầu trời, nó còn có một kim chông quá tải. Nhà khoa học đến nói rằng hãy hạ ngay cái máy đó, nếu không sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Ông ta không thèm nghe cô ấy nói, nên ra lệnh đuổi cô ấy đi. Ngài thị trưởng đột nhiên mở cuộc họp báo việc sẽ cho ra mắt cái tàu điện lượn siêu tốc. Các phóng viên biết rằng điều này thật ngu ngốc, nhưng chưa kịp ngăn cản thì ông ta đã tự ý thay đổi đường đi của con tàu hiện tại. Mọi người trên tàu đang đi bình thường thì hết cả hồn. Một đường dây không làm kiên cố đã bị bung ra, con tàu trôi hết đà đã bị dốc ngược lên không trung. Ông ta thấy tình hình vậy thì mau chuồn gấp. Người dân trên tàu đã gọi cầu cứu đến đội đặc nhiệm. đang đưa tin lên TV về việc cái đường dây kém chất lượng thì đội đặc nhiệm đã đến phía sau. Cả đường dây và trụ sắt dường như không bám được lâu nên họ đã nhanh chóng hành động. Chase chạy lên sân thượng rồi định đu qua đó, nhưng cậu ấy bởi vì chuyện lần trước nên tự ti và không dám trượt qua cứu người. Ryder nhìn từ ống nhòm, thấy được Chase như vậy thì nói mau đưa em ấy xuống. Con tàu có khả năng sẽ rớt, nên đã dùng xe cứu hỏa làm thành ván trượt để những người dân trượt xuống. Chó hồng Zuma tới và đưa Chase xuống. Chase ngồi trên máy bay nhìn đồng đội mình cứu được mọi người, thì cảm thấy bản thân thật vô dụng. Chase cảm thấy rất buồn vì cậu chỉ làm vướng chân mọi người. Chase nghĩ rằng đáng lẽ từ đầu không nên nghe Ryder tới đây, cậu bỏ đi ngay sau đó. Đám người của thị trường thấy được cậu, sau đó mọi người thấy được chiếc vòng của Chase. Lúc này Chase đã bị bắt trên xe, cậu được đưa tới một căn phòng với những chú chó khác. Mọi người nói với cậu ở đây họ chỉ ăn với ngủ, không khác gì cái nhà tù cả. Chase nghe vậy thì khá là buồn bã. Mọi người cũng đã dán hình tìm kiếm Chase ở mọi nơi. Ryder và Liberty tới cửa hàng để nhờ sự giúp đỡ. Họ thấy được cả đống chú chó cũng đang mất tích giống như Chase. Chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước, có khả năng là thị trưởng làm, vì ông ta khá là ghét chó. Liberty nghĩ ra một cách, cô ấy đã tới phá buổi họp của ông ta. Họ đưa cô ta vào một cái xe, Liberty giả vờ như rất muốn được thả ra. Cuối cùng họ cũng đưa Liberty tới nơi đã nhốt những chú chó mất tích. Liberty đã khuyên nhủ Chase rất nhiều, Chase không hiểu làm cách nào để thoát ra khỏi đây, thì chó vàng Rubble đã đập vỡ bức tường. Hai tên đó vào xem có chuyện gì thì bị các chú chó tấn công, họ cũng đã mở cửa được cho những chú chó khác. Ryder đưa Chase tới nơi cậu gặp Chase lần đầu, hồi tưởng lại lúc mới quen biết nó, hồi ấy, nó vẫn là một con chó lang thang. Việc nhận nuôi không phải nhìn nó dũng cảm hơn những chú chó khác, mà bởi vì nó có một trái tim dũng cảm dám đối mặt với cuộc sống. Nói xong, Ryder đeo lên Chase nó một cái vòng, và thành công khiến nó tìm lại được sự tự tin. Lúc này, chiếc máy hút mây đã có vấn đề quá tải, cô gái nghiên cứu đã cố lấy lại chiếc điều khiển, nhưng tranh giành qua lại khiến nó rớt xuống đất và bị hỏng. Cô hoảng hốt chạy lên đài phát biểu, nói toàn bộ sự thật về chiếc máy, nhưng bị ông ta cho người bắt đi. Ông ta đánh lạc hướng dư luận bằng tòa nhà cao ốc chọc trời của mình. Chiếc máy đã có vấn đề nghiêm trọng, nên thải ra một lượng khói đen mù mịt bao phủ toàn thành phố, mọi người chạy toán loạn. Đội đặc nhiệm lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp của cô khoa học. Họ biết được cơn bão này không phải do thiên nhiên mà từ một cái máy. Đội đặc nhiệm không thể nhìn mãi được nên lập tức xuất phát. Liberty nhìn mọi người trong sự ngưỡng mộ. Ryder thấy được sự mong muốn và tài năng của Liberty, nên đã đưa cô một chiếc xe và gia nhập đội bọn họ. Liberty rất vui mừng lên xe, và chạy với tốc độ khủng. Tất cả họ cùng nhau chạy tới đó, họ đã giúp những người gặp nạn trong cơn bão. Họ cứu được một gia đình bị mắc nạn trong xe ô tô. Ryder biết rằng ông ta vẫn đang ở trên cái đỉnh tháp ngu ngốc đó, thì vội lên đó khuyên ông xuống. Trần nhà bung ra cũng khiến ông ấy hoảng sợ, và nghe theo Ryder. Ryder căn chuẩn xác rồi dừng thang máy, khiến ông ta hét lên trong hoảng sợ. Nhưng khi đến lượt mình đi xuống thì tòa tháp cao chọc trời lại bắt đầu rung lắc. Rất nhanh Ryder đã bị mất quán tính, và tòa tháp cao cũng nghiêng đổ xuống nghiền nát tòa nhà cao tầng. Lúc này Chase nghĩ rằng Ryder vẫn ở trong thang máy, nên đã lập tức lái xe đến đó. Sau khi đến tòa tháp thì nó liền khởi động chiến hạm, từ mui xe mở ra một chiếc mô tô và một mạch phóng điên cuồng, thuận theo đường lăn của bánh xe để bay lên tầng cao. Rồi lại khởi động lực hút của bánh xe lao vun vút lên trên. Nhờ sự linh hoạt mà nó đã tránh được những tảng đá rơi xuống, và rất nhanh sau đó đã đến được nơi tòa tháp bị đổ. Nó tiến vào đường hầm tòa tháp đến nơi bị tách rời, rồi khởi động quấn chặt dây đai móc câu để chuẩn bị đu sang đó. Chase đã bắn trượt cáp khiến cậu suýt rơi xuống, cậu rất sợ hãi và ám ảnh. Nhưng nhớ tới lời nói của Ryder, cậu là con chó dũng cảm nhất, Chase hét lên rồi dũng cảm chạy lấy đà để nhảy qua về phía tòa nhà. Cậu đã làm được. Thấy được Chase tới cứu Ryder rất vui mừng. Họ cùng nhau đẩy viên đá đè lên người Ryder ra, và cuối cùng đã giải cứu được Ryder. Đồng thời vào lúc này, cô chó hồng Zuma đang lái phi cơ tiếp cận động cơ điều tiết khí hậu. Cô bắn lưới vào cái máy đó nhưng bị bung ra khiến trực thăng mất thăng bằng. Zuma biết rằng cách này sẽ không thể nào phá hủy được nó. Cô chuyển chế độ phi thuyền để nó lao vào chiếc máy đó, còn cô thì thoát ra ngoài. Chiếc máy bị phá hủy hoàn toàn, trả lại bầu trời trong xanh vốn có của nó, còn Zuma thì tiếp đất an toàn. Họ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ và đoàn tụ cùng nhau. Ông thị trưởng lúc này đang chạy trốn trách nhiệm của mình, thì bị Zuma tóm lại bằng chiếc máy bay không người lái. Thành phố đã trở lại những ngày tháng yên bình, và các chú chó không còn bị mất tích nữa. Cuối cùng đội đặc nhiệm siêu đẳng Paw Patrol nhận được sự tán thưởng của tất cả mọi người, và lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả bảo vệ thành phố. Bộ phim đến đây là kết thúc.